Thưa quý vị và các bạn, Quốc Oai là miền quê văn hiến vùng xứ Đoài, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, làm say đắm lòng người. Với những địa danh nổi tiếng như Chùa Thầy, Đình So, Quốc Oai còn là mảnh đất có nhiều làng nghề nổi tiếng và những di sản văn hóa phi vật thể được cả nước biết đến và giới nghệ thuật đánh giá cao. Và cũng là biết bao đề tài nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian như hát dô Liệp Tuyết, hát ví Hàm Rồng, tuồng Xương Cốc, v.v. Để quảng bá và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đó, năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã giao cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện xây dựng kịch bản và thực hiện chương trình Hành trình di sản được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Nhân dịp chuẩn bị lễ hội Chùa Thầy và đón đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc đang diễn ra tại Hà Nội cùng đoàn đại sứ các nước tại Việt Nam về thăm Chùa Thầy và khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai xin trân trọng giới thiệu phóng sự đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn đón xem. Rủ nhau lên núi Sài Sơn, ai làm đá ướt đường trơn hỡi mình, hỏi non non những làm thinh, phải rằng non đã vô tình với ai. Trong chương trình Hành trình di sản lần này, xin mời quý vị và các bạn hãy theo bước chân của câu thơ Á Nam Trần Tuấn Khải đến với một vùng đất sơn thủy hữu tình, một vùng đất lưu dấu của vị thiền sư từ Đạo Hạnh. Và ở đây còn có rất nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đó là non nước Sài Sơn Quốc Oai với danh thắng Chùa Thầy. Nằm cách trung tâm Hà Nội 20 km, Quốc Oai xưa là một trong những vùng thuộc xứ Đoài, vùng châu thổ chủ phú với nền văn minh lúa nước rực rỡ được kế tiếp nhau phát triển từ đời này qua đời khác suốt mấy ngàn năm. Người ta nói rằng cái tên xứ Đoài được bắt nguồn từ một câu Đoài phương tĩnh nhất khu. Phương Đoài nằm ở phía tây kinh đô, là một vùng đất yên tĩnh, nhưng cũng có ý muốn nói rằng đó là nơi dành cho sự tĩnh tâm, trái ngược với sự ồn ào nơi đô hội. Cũng chính bởi thế mà Quốc Oai hôm nay còn lưu giữ những trầm tích lịch sử trải dài theo năm tháng, tạo nên bề dày văn hóa vừa độc đáo vừa đa dạng. Những nét văn hóa đặc sắc đó đã gợi nhiều cảm hứng về văn chương, nghệ thuật, cả bác học lẫn dân gian, cuốn hút mọi du khách thập phương. Nơi đây có rất đậm đặc các di tích và những nét truyền thống còn lưu giữ lại ở trên mảnh đất quê hương Quốc Oai. Đó là Chùa Thầy, khu núi đá, Sài Sơn, Phượng Cách và Hoàng Xá. Thì bên cạnh đó thì những văn hóa phi vật thể ở Quốc Oai cũng rất phong phú và đa dạng. Đó là lễ hội hát dô, làng hát tuồng. Một môn nghệ thuật khó hát, kén người nghe, nhưng đặc biệt là lưu truyền gìn giữ và ngày một phát triển. Có thể nói là chúng tôi cũng đã cùng với Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội thường xuyên đầu tư câu lạc bộ hát chèo nhạc lễ của xã Đại Thành đi tham dự liên hoan không chuyên của thành phố Hà Nội, thì được đánh giá là một trong những ban nhạc xuất sắc nhất của thành phố Hà Nội. Nhắc đến những ngôi chùa cổ Bắc Bộ nói chung và xứ Đoài nói riêng, không thể không nhắc tới Chùa Thầy. Nằm ở chân núi Sài Sơn, Chùa Thầy có tên chữ là Thiên Phúc Tự, tương truyền được xây dựng từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11, nằm trên thế đất hình con rồng, tựa lưng vào núi, thế nên phía tả chùa có ngọn long đầu nâng đỡ. Trước mặt là hồ nước rộng long triểu, theo nghĩa dân gian, vẫn gọi là ao rồng soi mình. Từ ngôi chùa chính nơi chân núi, trải dài leo ngược Sài Sơn là một hệ thống các am nhỏ và các tiểu cốc. Trên đỉnh là chùa cao, đỉnh Sơn Tự, vòng ngay phía sau là hang Cắc Cớ. Núi Sài Sơn đã là sự lạ, bởi lẽ giữa đồng bằng bỗng mọc ngọn núi cao, thì hang Cắc Cớ lại càng lạ khi giữa đồng bằng lại có hang sâu. Xuyên lòng hang ra tận cổng trời, nơi hang sâu thông thiên trời đất, sẽ có cảm giác bước vào hành trình ngược dòng lịch sử. Hang Cắc Cớ được người trong vùng nhắc đến với nhiều huyền bí, mang màu sắc truyền thuyết dân gian. Trải hơn nghìn năm, vật đổi sao rời, cảnh vật nơi đây vẫn còn nguyên những nét cổ, những nhật nguyệt tiên kiều vẫn vững chãi với thời gian. Ngay ngôi chính tự Chùa Thầy vẫn giữ ba tòa song song với nhau, gọi là Chùa Hạ, Chùa Trung và Chùa Thượng, tạo thành thế Hạ Công Thượng Nhất. Các pho kim cương đứng trong những tư thế võ mạnh mẽ, sống động. Tại Chùa Trung có hai pho tượng hộ pháp được cho là lớn nhất trong các ngôi chùa Việt Nam, cao gần 4 mét. Các pho tượng đẹp nhất của Chùa Thầy tập trung tại chùa trên.
bức tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh trong kiếp Phật được tạc vào thế kỷ thứ 19, khuôn mặt khắc khổ. Toàn bộ ba pho A-di-đà và tượng Từ Đạo Hạnh đặt trên một bệ đá hai tầng, được làm vào thời nhà Trần. Bệ đá chạm những cánh hoa sen, bốn mặt chạm hình rồng và hoa lá, bốn góc có hình thần điểu Garuda. Kiến trúc thanh thoát và những điêu khắc gỗ tinh xảo trong chùa hòa cùng thần thái của bộ tượng thờ mang lại không khí linh thiêng chốn thiền môn. Và một con người, một nhân vật lịch sử có thật gắn liền với sự linh thiêng của chùa thầy là thiền sư Từ Đạo Hạnh. Cuộc đời của thiền sư Từ Đạo Hạnh mang nhiều màu sắc huyền bí, nhưng không thể phủ nhận ông là một con người đa tài. Với người dân Việt Nam, ông được coi là thủy tổ của bộ môn nghệ thuật múa rối nước. Rối nước là một bộ môn nghệ thuật độc đáo, mang tính đặc hữu của riêng dân tộc Việt. Ra đời cách đây hàng ngàn năm, bộ môn nghệ thuật này vẫn được lưu truyền trong dân gian quanh khu vực chùa thầy và một vài địa phương thuộc vùng Bắc Bộ. Phường rối Sài Sơn là những người dân bình dị, họ vẫn mong muốn lưu giữ lại những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quê hương, vùng đất được coi là nơi phát tích của bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh là người sáng lập và dạy dỗ dân ở đây, là vì là dân nông nghiệp, cho nên là ngoài việc đồng áng ra được học thêm cái nghề múa rối nước để giải trí và cho nhân dân vui chơi. Ngoài ra Thánh Từ Đạo Hạnh còn dạy dân hái thuốc và bảo đảm sức khỏe cho dân. Thế cho nên là nhân dân ở đây là mong muốn là được truyền đạt lại cái nghề của Đức Thánh Tổ dạy. Sứ đoài xưa nức tiếng với nghệ thuật hát chèo thuộc hàng nhất nhì trong tứ chiến chèo, gồm Đông, Đoài, Nam, Bắc. Làng Đại Thành, huyện Quốc Oai lại là một làng chèo thuộc hàng cổ nhất xứ Đoài. Trẻ già trai gái trong làng ai ai cũng đều hát chèo, ai ai cũng thuộc dăm ba làn điệu. Vào những lúc nông nhàn, tiếng ý a xen lẫn nhịp trống rộn rã khắp ngõ xóm như khát vọng bình yên, mong muốn góp phần lưu giữ những làn điệu chèo truyền thống của quê hương. Về với Quốc Oai, ta không chỉ thưởng thức rối, nghe hát chèo, mà còn được nghe hát dô, một loại hình hát dân ca nổi tiếng của xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Hát dô là một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống của cư dân nông nghiệp và tục tờ thành hoàng làng. Hát dô có ba kiểu: hát thờ, hát chúc, hát múa bỏ bộ. Hát dô không có nhạc, chỉ có phách và quạt để làm đạo cụ. Mộc mạc, giản dị vậy thôi mà hát dô vẫn truyền tải đến người nghe những giai điệu ngọt ngào, đầm ấm mà thanh thoát. Xuống khe ta ngồi, ngồi rồi quạt mát nà môi. Xuống sông, sông tâm má, nghỉ ngơi ta ra về. Đi bất cứ đâu, nơi vùng đất Quốc Oai, cũng dễ dàng bắt gặp những không gian bình dị của một vùng quê yên ả. Nhưng đâu đó vẫn có sự giao thoa văn hóa của các vùng miền như loại hình nghệ thuật tuồng tại làng Dương Cốc. Chuyện kể rằng, từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong thời chiến tranh ác liệt, đoàn nghệ thuật tuồng Liên Khu 5 sơ tán về Dương Cốc. Những nghệ sĩ tuồng miền Trung đã truyền ngọn lửa đam mê cho dân làng, và từ đó nghệ thuật tuồng đã ươm mầm, bén rễ trên mảnh đất này. Những vở tuồng, tích tuồng bao lâu nay như một dòng suối mát lành nuôi dưỡng đời sống tinh thần các thế hệ già trẻ Dương Cốc, giúp họ vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc chiến và nỗi vất vả sớm hôm giữa cuộc đời. Chúng tôi cũng mong rằng là những cái văn môn nghệ thuật này mà được quan tâm đúng mức và được thổi hồn vào nó, không ai khác chính người dân ở những mỗi làng quê đó yêu môn nghệ thuật đó, thì chính môn nghệ thuật đó sẽ trường tồn và phát triển. Và chính trên những người nông dân chân lấm tay bùn, vừa phiêu diêu trên những cung bậc cảm xúc của các làn điệu dân ca mượt mà, lại tần tảo trong những công việc thường nhật. Những sản phẩm của các làng nghề Quốc Oai đã nổi tiếng trong vùng ngoài nước, không hổ danh là vùng đất trăm nghề. Như nghề làm miến rong của làng Tân Hòa đã có từ hàng trăm năm. Huyện Quốc Oai cũng như các huyện khác ở ngoại thành Hà Nội có nghề phụ là sản xuất mộc dân dụng.
đục chạm gỗ cao cấp. Nghề mộc được phát triển theo hình thức cha truyền, con nối. Một nghề nữa cũng khá có tiếng ở Quốc Oai, đó là nghề làm nón lá. Một chiếc nón được hoàn thành và đã trở thành một sản phẩm đẹp khi có sự kết hợp giữa lòng kiên trì cộng với bàn tay khéo léo của các chị, các bà. Nhớ ngày mùng 7 tháng 3, trở về hội láng, trở qua hội thầy. Nằm bên kia bờ sông Đáy, hội chùa thầy là dịp du khách khắp nơi tìm về với xứ Đoài, về với vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa của một vùng quê sơn thủy hữu tình. Hơn thế, ta còn được hưởng một không gian văn hóa, vật thể và phi vật thể, hết sức độc đáo, đa dạng và hấp dẫn. Để rồi, mỗi khi nhắc tới xứ Đoài, Quốc Oai, ta cảm thấy bị dịn với những nét xưa, để mỗi người thêm yêu và có trách nhiệm nhiều hơn với văn hóa của vùng đất mà mình đã và đang sống. Chính điều này làm cho văn hóa xứ Đoài thêm đậm đà bản sắc và tồn tại mãi với thời gian. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Hành trình di sản Non nước Sài Sơn Quốc Oai tổ chức tại danh thắng Chùa Thầy. Cho phép tôi được giới thiệu những vị khách mời đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Sư Thầy Thích Minh Hiển, trụ trì Chùa Thầy. Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai. Thạc sĩ Lê Anh, giảng viên khoa du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Sư Thầy Thích Trường Xuân, trụ trì Chùa Long Đẩu, một ngôi chùa trong quần thể di tích danh thắng Chùa Thầy. Và câu hỏi đầu tiên, tôi xin được hỏi Thạc sĩ Lê Anh. Anh Lê Anh có lẽ rất quen thuộc với khán giả xem truyền hình trong vai trò của một MC. Và hôm nay anh lại đến đây với vai trò là một giảng viên khoa du lịch. Không biết Lê Anh đã đến Chùa Thầy nhiều chưa nhỉ? Lê Anh rất là gắn bó với Chùa Thầy. Bản thân là một người con của Hà Tây là cũ và bây giờ là Hà Nội rồi. Cho nên là Chùa Thầy nó trong cái ký ức tuổi thơ của Lê Anh và đã đi và trở lại Chùa Thầy phải đó trên dưới khoảng độ chục lần rồi. Trong cái thời gian trở lại Chùa Thầy đó thì Lê Anh có thấy Chùa Thầy thay đổi nhiều không? Thú thực là cũng phải chia sẻ với chị Hương và quý vị khán giả là cái cảm giác của tôi nó chia thành hai cái mảng rõ rệt. Cái thời tuổi thơ thì rất là dễ chịu, nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, đến Chùa Thầy với nhiều những cái giai thoại của nó lắm. Đến một giai đoạn lớn hơn khi mình đã là giảng viên đại học và đi nghiên cứu thì trong một vài năm trước đây thì quả thực là tôi cũng cảm thấy bị làm phiền nhiều. Bởi vì đến Chùa Thầy thì cái sự thanh tịnh nó hơi thiếu vắng. Thay vào đó là một cái chuỗi những cái dịch vụ mà cũng là do người dân tự phát, nhưng họ tổ chức khá là bài bản và đưa khách từ chỗ này đến chỗ khác. Thực ra là cùng với cái sự quan tâm ấy, nó liên quan đến câu chuyện thương mại, cho nên là cũng có đôi chút phiền toái. Cho đến giờ này thì Lê Anh thấy Chùa Thầy có thay đổi không? So với những cái dịp mà đã để lại ấn tượng nó không tốt đẹp lắm đối với Lê Anh. Thú thực là khoảng 2 năm trở lại đây thì Lê Anh không quay trở lại. Nhưng mà hôm nay, lần trở lại này thì Lê Anh đã thấy là có một cái gì đó đã mới mẻ hơn. Trong lòng cũng cảm thấy thanh thoát hơn. Như vậy là Chùa Thầy đã trở lại sự thanh tịnh, nơi chốn tâm linh. Chắc chắn rằng ở đây có sự góp công của những cơ quan quản lý. Xin hỏi ông Nguyễn Đức Phương, địa phương chúng ta đã có những biện pháp như thế nào? Có được cái kết quả, chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền đến tất cả nhân dân trên địa bàn huyện Quốc Oai và nhân dân cả nước để tôn trọng và giữ gìn cái di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt Chùa Thầy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi làm tốt cái công tác an ninh trật tự để cho du khách đến tham quan thắng cảnh Chùa Thầy cảm thấy rất là an toàn, thanh tịnh. Việc thứ ba nữa là chúng tôi làm tốt cái công tác bảo vệ vệ sinh môi trường. Thế và một cái nữa mà chúng tôi đánh giá rất là cao là cái ý thức của người dân nơi đây đã có những cái thay đổi về cái nhận thức để giữ gìn phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có cái di tích quần thể quốc gia của Chùa Thầy. Thưa Sư Thầy Thích Minh Hiển, nhà chùa mình đã kết hợp với chính quyền địa phương như thế nào trong việc giữ gìn sự thanh tịnh của ngôi chùa? Theo truyền thống từ thời cố Hòa Thượng Thích Viên Thành đến bây giờ thì chúng tôi cũng luôn luôn kết hợp với chính quyền các cấp để đảm bảo công tác an ninh và tự do tín ngưỡng cho mọi người công dân. Qua các cái bài thuyết giảng thì chúng tôi đã tuyên truyền cho các bà con Phật tử để thấy được tính chất nhân văn của Đức Thánh Tổ ở đây đối với nhân dân nói riêng và toàn thể bà con Phật tử. Xin cảm ơn Thầy. Tôi cũng là một người đến Chùa Thầy có lẽ cũng không nhiều, nhưng mà ngày hôm nay đến Chùa Thầy thì quả thật là Chùa Thầy rất là đẹp, rất là sạch sẽ, nhưng vẫn còn đôi chỗ nào đó nó chưa được hoàn hảo. Chẳng hạn khi đi lên Chùa Thầy thì tôi vẫn thấy là vẫn có những hướng dẫn viên mà không phải là trong cái đội chuyên nghiệp.
Là một người dân sống ở quanh khu vực chùa Thầy thì bác có những cái mong muốn gì về cái cảnh quan, về cái không gian chùa Thầy và cái ứng xử của người dân ở đây đối với di sản? Tôi nên hợp tác cho nhà chùa mà tôi ở nhà chùa. Là tôi thấy cái chuyện phức tạp quá. Cái vấn đề đưa khách vào chùa để hướng dẫn là đây là cây trò vẩy, đây là cây kia. Như thế đến lúc khách đưa về thì là bắt người ta phải trả bằng tiền. Thế cho nên người ta kêu kinh quá. Bây giờ phải làm thế nào cho nó tuyệt đối việc này. Như chúng ta đã thấy là chính quyền địa phương đang rất nỗ lực để chùa Thầy có rất nhiều thay đổi trong thời gian gần đây. Và sắp tới là một mùa lễ hội chùa Thầy đang tới. Chùa Thầy sẽ càng ngày càng đẹp lên trong lòng du khách. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục chèo do các nghệ nhân làng Đại Thành biểu diễn. Quê tôi ngày càng đổi mới, xin hát cùng ngày hội tôn vinh. Đây lời ca thắm nghĩa đường tình giữa bè bạn gần xa thương mến. Ai có về cuộc nghi hoài chung câu hát đi. Bài học về ý thức của những người dân sống trong lòng di sản luôn luôn là một bài học mà lúc nào cũng mới để nó thích hợp với đời sống hiện đại, để bảo tồn nó một cách bền vững nhất. Nhưng là bài toán kinh tế rất đau đầu đối với địa phương là làm sao để chúng ta có thể tăng thu nhập của người dân nhưng vẫn đảm bảo thu hút khách du lịch. Vậy chúng ta có những cái biện pháp gì để hòa hợp giữa hai phương hướng đó? Chúng tôi luôn ý thức đây là cái di tích quốc gia đặc biệt, trải qua biết bao nhiêu thế hệ gìn giữ được nguyên vẹn như ngày hôm nay. Chúng tôi gìn giữ ở đây là để cho không những là nhân dân huyện Quốc Oai, nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế biết được ở Việt Nam chúng ta có một cái ngôi chùa cổ vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Thì chính cái việc đó là thu hút khách bền vững nhất, chứ không nhất thời. Thế ngoài ra thì để tăng thu nhập cho người dân ấy, thì chúng tôi còn phát triển một số những cái văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của địa phương. Cũng như khi đến đây du khách sẽ được xem múa rối nước ở Sài Sơn, nghe hát tuồng ở Dương Cốc, nghe những làn điệu chèo cổ tại xã Đại Thành và hát dô ở xã Liệp Tuyết, được xem cái truyền thống của người dân tộc Mường. Tất cả những cái di sản văn hóa đó phát huy tốt thì cũng sẽ thu hút được khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch của địa phương của chúng tôi. Thì trên cơ sở đó thì cũng làm tăng thu nhập cho người dân. Anh Lê Anh là một giảng viên khoa du lịch, anh nghĩ thế nào khi mà anh Nguyễn Đức Phương nói là tổ chức như kiểu một tour du lịch như thế ạ? Tôi thấy rất mừng, bàn về câu chuyện di sản thì không thể thiếu được cái vế du lịch. Bây giờ gần như là du lịch và di sản là hai người bạn rất là thân với nhau rồi. Chúng tôi là những người giảng dạy nghiên cứu về du lịch, cũng là người đi nhiều, thì thấy các nước họ làm thành công lắm. Họ cũng có di sản và thậm chí nhiều cái di sản của họ, tầm vóc của nó về mặt văn hóa không thể bằng của chúng ta được. Thế nhưng họ tổ chức rất tốt và vì thế cho nên là tất cả đều vui. Người dân sở tại cũng vui, chính quyền cũng vui, nhà chùa cũng vui. Và khách thì cực kỳ vui. Chính vì là bởi vì họ có một cái sản phẩm du lịch, chúng tôi gọi như vậy, là một cái tour tổng hợp.
cái tour tổng hợp ấy nó cần phải là một sản phẩm dịch vụ trọn gói mà có nhiều các lựa chọn cho du khách. Chẳng hạn như là đồng chí Phó Chủ tịch huyện nói, tôi cảm thấy rõ cái sự hào hứng của đồng chí và rất tự hào khi nói đến những cái di sản phi vật thể, chị Hương ạ, là hát dô, như là chèo, như là tuồng ở chính quê hương Quốc Oai của chúng ta đây. Thế nhưng mà quả thực là một cái người dân Việt Nam thôi, đến với Quốc Oai, đến với Chùa Thầy thì họ biết rồi, đường xá rất rõ ràng. Nhưng mà từ đây để mà đi xem được hát dô mà không có tour là họ làm sao đi được. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải có công tác tổ chức. Cho nên cái dịch vụ ở đây bây giờ nó không phải chỉ là dịch vụ để bảo tồn, mà dịch vụ là còn để phát triển văn hóa, đồng thời qua đó thu được cái lợi nhuận quay trở lại phục vụ văn hóa. Xin cảm ơn anh Lê Anh ạ. Xin sư thầy Thích Minh Hiển có ý kiến gì về quan điểm của anh Lê Anh? Quốc Oai có rất nhiều di sản văn hóa thì ta có thể quy tụ lại một khu mang tính chất là giới thiệu, phác họa. Sau đó nếu mà người ta có nhu cầu thì người ta đến tại khu vực đó để người ta thưởng thức sâu thêm về các vùng miền đó. Ta có thể kết hợp với ngành du lịch để đào tạo những con người không những là có đầy đủ cái kiến thức về văn hóa, đầy đủ kiến thức về các cái tính chất thu hút du lịch. Chúng ta vừa cùng trò chuyện để thấy được làm sao vừa tăng thu nhập cho người dân mà vẫn giữ gìn được di sản bền vững. Và bây giờ chúng ta hãy thử xem những nghệ nhân, những chủ nhân của di sản thì họ sẽ có những nguyện vọng gì. Thưa quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi đây là những nghệ nhân của những bộ môn nghệ thuật truyền thống của mảnh đất Quốc Oai. Và bây giờ các nghệ nhân sẽ chia sẻ những cái khó khăn của mình khi bảo tồn cái loại hình nghệ thuật truyền thống mà chính mình đang sở hữu ạ. Xin mời bà. Riêng về cái khó khăn của chúng tôi ạ, thì chúng tôi thấy như thế này, trong cái nguồn kinh phí thì quê hương thì cái nguồn thu không có, cho nên rất là hạn hẹp. Mà được như thế các ngành quan tâm thì chỉ một chút hỗ trợ thôi. Thế và người dân thì chủ yếu là làm ruộng, cho nên cái nguồn kinh phí không có nhưng rất khó khăn. Và để bảo tồn cái này chúng tôi thấy rằng như vậy là có rất nhiều vấn đề phải làm. Trong đó có một vấn đề quan trọng nhất là phải tạo cái sự lan tỏa trong không gian, đặc biệt là cái không gian của mình chủ động sẵn có. Có như thế thì những người phục vụ và công chúng thưởng thức, người ta càng dần gần gần với cái môn nghệ thuật này hơn, người ta cảm thấy yêu quý nó hơn, thì giữa khai thác, bảo tồn và phát triển nó, ba cái ấy gắn kết lại liền với nhau. Tôi nghĩ rằng như vậy bộ môn hát chèo của tôi còn phát triển hơn nữa, góp phần vào cái việc như vậy là bảo tồn cái di sản văn hóa nói chung và Quốc Oai nói riêng sẽ tốt hơn. Cô có ý kiến như thế nào sau này sẽ đưa cái loại hình nghệ thuật vào phục vụ cho du lịch? Bản thân chúng tôi cũng muốn sau này mà muốn đưa cái nghệ thuật vào khu du lịch thì chúng tôi muốn là vừa là bảo tồn, vừa phát huy và nhân rộng nó ra nhiều. Các nghệ nhân nói rằng là thứ nhất cái khó khăn nhất đối với họ đó là về mặt kinh tế. Thì chúng ta vừa đưa ra biện pháp rồi và họ cần một cái sự quan tâm hơn nữa từ phía chính quyền địa phương. Hiện nay thì đối với những cái văn hóa phi vật thể như hát tuồng này, hát chèo này, hát dô này và văn hóa cồng chiêng, Ủy ban huyện chúng tôi cũng đã đang có kế hoạch khôi phục lại giá trị lịch sử của văn hóa này. Thế nhưng mà đặc biệt là sau khi được công nhận cái di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Thầy thì chúng tôi lại càng phải có ý thức hơn trong cái việc giữ gìn và phát huy cái văn hóa của quê hương của chúng tôi. Như các nghệ nhân chia sẻ, hát dô 36 năm mới được tổ chức một lần. Nhưng ngày hôm nay trong chương trình Hành trình di sản, các nghệ nhân làng Điệp Tuyết sẽ gửi tới quý vị một làn điệu hát dô. Chung chung mãi mãi, nào khi chung chung mãi mãi, rồng xa là ra dài nắng. Trong thương kẻ đứng đông đông mà đông.
anh xem các cái tiết mục di sản văn hóa phi vật thể của Quốc Oai, tiết mục nào hoặc cái bộ môn nghệ thuật nào để lại cho anh là ấn tượng nhất? Tôi nói ngay là hát dô chị Hương ạ. Sự thực là nhìn các nghệ nhân, những người dân của chúng ta, những cô bác so với lứa tuổi của tôi và chị hát chèo múa rối nước rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái hấp dẫn hơn đối với tôi vẫn là nhìn thấy những bạn trẻ có lẽ chỉ 19-20 tuổi hoặc có thể nhỏ hơn nữa mà các bạn ấy hát những cái làn điệu hát dô đầy hào hứng. Trên gương mặt các bạn thể hiện là cái di sản ấy đang sống trong một cái lớp trẻ như vậy. Thì quả thực là tôi mừng vì điều đó hơn cả. Và tôi nghĩ rằng là du khách cũng muốn nhìn thấy điều đó. Họ muốn nhìn thấy những di sản có một cái trầm tích văn hóa lâu dài được biểu diễn bởi những con người mà có tuổi đời còn rất trẻ. Thì nó mới thấy là di sản đang sống, chứ không phải di sản mà chỉ được hồi nhớ lại bởi những kỷ niệm. Cho nên là hãy cố gắng khuyến khích để những người trẻ Quốc Oai biểu diễn nghệ thuật truyền thống đấy cho du khách xem. Trước đây thì Lê Anh đã từng bao giờ được xem hát dô chưa? Tôi xem hát sống như thế này là chưa bao giờ. Và mới chỉ xem qua tư liệu thôi ạ. Vâng, chắc hẳn rằng rất ít khán giả được xem hát dô, bởi vì hát dô xưa kia chỉ 36 năm mới tổ chức một lần tại hát cửa đình. Và ngày hôm nay các nghệ nhân làng Liệp Tuyết và các những người dân ở đây đã biểu diễn cho chúng ta xem. Quả thật là một dịp hiếm hoi, và sau này chắc hẳn rằng sẽ rất nhiều khách du lịch đến đây sẽ được xem hát dô. Tôi rất là ưng ý một cái ý kiến của sư thầy, đó là chúng ta nên tổ chức biểu diễn để mà có thể giới thiệu về di sản. Bởi vì sự thực là nếu về cái tính nguyên bản, nguyên gốc của nó thì đúng như chị Hương nói, ta phải tôn trọng cái câu chuyện về lịch sử bao nhiêu năm đó chẳng hạn. Nhưng chẳng lẽ khách phải chờ đến gần quá nửa đời người mới được xem một cái màn hát dô thì rất là phí. Nhưng ta có thể biểu diễn để mô phỏng, để giới thiệu thì được. Còn khi có nhu cầu nghiên cứu kỹ hơn, khách có thể đến với địa phương sau. Những làn điệu dân ca rất là quý giá đó, nếu như chúng ta không bảo tồn thì sẽ mai một. Còn đối với những di sản vật thể như chùa Thầy, theo quy luật của thời gian thì nó cũng sẽ phải xuống cấp. Đấy là một điều tất yếu nếu như chúng ta không trùng tu lại. Nhưng trùng tu làm sao cho được đúng nguyên bản thì là cả một vấn đề rất là nan giải. Tôi muốn hỏi các vị khách ở đây là không biết có cái gì mắc mớ không khi mà cơ quan quản lý địa phương tu bổ ngôi chùa đó. Cái vấn đề mắc mớ ở đây thì có thể khẳng định là đối với chùa Thầy của chúng tôi là không mắc mớ gì cả. Bởi vì cái di tích này nó là di tích quốc gia đặc biệt mà quản lý lại phải là Bộ Văn hóa. Nếu như phải tu bổ thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải xin ý kiến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Sau đó chúng tôi mới triển khai, chứ không để xảy ra cái chuyện ồn ào như thế ở những cái nơi khác. Vâng ạ, xin mời thầy, thầy có ý kiến gì về việc đó ạ? Ở chùa Thầy đây, một chùa cả, nơi trung tâm của nền văn hóa nghệ thuật. Ngay như những năm 68 Mậu Thân là những cái nơi đánh phá ác liệt mà chùa Thầy vẫn được sự quan tâm tu bổ. Từ đó đến đây thì cũng liên tục được tu bổ. Cho nên chúng tôi cũng thường xuyên tìm tòi những cái kiến trúc văn hóa trong khi tu bổ, trực tiếp giám sát về chất lượng. Theo luật di sản trùng tu lớn thì phải báo cáo Bộ Văn hóa, trực tiếp cơ quan trung ương phê chuẩn thì mới được phép tu bổ. Còn những cái hạng mục nó nhỏ hoặc mang tính chất không thay đổi kiến trúc thì giữa địa phương và nhà chùa sẽ có trách nhiệm bảo đảm được cái giá trị nghệ thuật không bị thay đổi. Qua các đợt trùng tu thì chúng tôi rất ý thức được các cái điều đó. Bây giờ nó gần như nó được hoàn chỉnh trở về nguyên trạng A Di Đà Phật. Xin được bình luận một chút từ cái ý kiến của sư thầy. Chúng ta phải thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta hiện nay ấy, ở góc độ vĩ mô thì câu chuyện quản lý di sản, kể cả phân cấp, nó vẫn chưa thực sự là hoàn hảo. Nó vẫn đang trong một cái quá độ. Bởi vì cái câu chuyện là trung ương thì sẽ nhìn xuống địa phương và thấy rằng ở địa phương là vẫn còn thiếu năng lực. Bởi vì thiếu năng lực nên họ lo lắng rằng có một số cái hạng mục nếu như để cho địa phương mà xử lý ấy, có thể nó sẽ vượt ra khỏi cái tầm của địa phương, thậm chí của nhà chùa. Chính vì thế cho nên là trung ương phải giữ cái phần đó để có thể tham vấn bởi các nhà khoa học, rồi thêm vào đó là lực lượng xã hội. Có thể ở địa phương họ làm công tác là kêu gọi những cái nguồn lực rất là tốt. Tôi lấy ví dụ như nhà chùa có thể cùng với chính quyền kêu gọi nguồn lực từ khách thập phương, từ những người con của quê hương đóng góp cho nhà chùa tốt, có được một cái ví hàng tỷ bạc, nhiều tỷ bạc, nhưng mà sử dụng cái nhiều tỷ bạc như thế nào thì có thể là lúc này đây, thời điểm này đến năng lực ở địa phương chưa đủ đáp ứng. Với một di sản tầm vóc như là chùa Thầy thì người ta phải có những cái quy định như vậy. Mà tôi cũng hy vọng rằng là sẽ sớm có trường hợp là trung ương cảm thấy thỏa mãn với năng lực của địa phương để chuyển giao về cho địa phương quản lý hoàn toàn. Điều đó là rất tuyệt vời trong tương lai. Việc phân cấp thì cũng rất là cần thiết để mang tầm vĩ mô. Xong thì để đảm bảo được cái tính kế thừa liên tục và kịp thời từ xưa đến nay vẫn phải địa phương. Bởi vì bây giờ mà toàn cái hệ thống cổ, nếu mà xô ngói mà bảo phải đi báo cáo tận trung ương ít nhất phải 3 tháng, mà chậm thì phải hàng 6 tháng. Mưa rột rồi đúng không ạ? Thì gỗ chỉ cần vài tuần đã hỏng rồi. Xin cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. Và
Đó là những ý kiến cũng như những lời rất là tâm huyết của những người sống trong lòng di sản cũng như những người yêu di sản gửi tới các cơ quan quản lý cấp trên. Như chúng ta đều biết, nghệ thuật tuồng là của miền Trung. Những đoàn tuồng của Liên Khu 5 đã từng theo chân những người lính đến khắp chiến trường, ngày hôm nay đã nở hoa và kết trái trên mảnh đất Dương Cốc. Nàng! Nàng đừng sợ, chúng ta người ở vùng này thấy giặc Nguyên nó đuổi theo nàng, chúng ta đã bắn chết nó rồi. Các anh cứu tôi thật à? Vậy thì ơn tay sinh tác giả ghi lòng. Tôi bị thương nặng lắm, không thể nào đi được. Vậy nhờ hai anh đem huyết thư cùng với Bình Long tìm tới tận Hải Đông thưa lại. Bây giờ đưa nàng về lo cháy chữa thuốc thang, chờ đây giữa rừng hoang biết lấy ai lo liệu. Thôi thôi, xin vĩnh biệt Bình Long em ở lại. Nhìn lên sân khấu, ít ai tưởng tượng được người đang biểu diễn là những nông dân chính hiệu, những người quen với công việc đồng áng ruộng vườn, quen ăn mặc toành toàng hơn súng xính mũ áo trong tích tuồng xưa. Cũng bởi thế, để có được những làn hơi ngọt ngào, những vũ đạo nhuần nhuyễn là cả một sự tập luyện vất vả bội phần. Ẩn sau đó, tình yêu với nghệ thuật cổ truyền là ngọn lửa đam mê với di sản của cha ông đã ươm mầm, nảy lộc trên mảnh đất nơi đây. Và chỉ những người nông dân đang hóa thân vào các nhân vật như các nghệ sĩ thực thụ kia đã mang lại một nét văn hóa độc đáo cho vùng đất Quốc Oai hôm nay. Và bây giờ có một cái câu thơ xin được hỏi sư thầy Thích Minh Hiển, đó là: gái chưa chồng nhớ hang các cớ, trai chưa vợ nhớ hội chùa thầy. Thầy có thể cho biết ý nghĩa của câu thơ đó được không ạ? Câu này nó mang tính chất xã hội thôi. Từ thời cổ xưa đến bây giờ, hội chùa thầy nó là hội vùng. Nhưng mà khi mà hội lên thì gần như cả nước tập trung đến. Ngày xưa rất ít lễ hội cho nên khách đi đến rất đông. Các thanh niên va chạm với rất nhiều cô gái, mọi đối tượng. Chính vì thế mà giao lưu để mà chọn mặt gửi lời. Cũng như là khi mà tham quan hết cả khu vực ở dưới này rồi, dự lễ hội rồi, lên trên núi xuống hang các cớ rất sâu, tối đi rất là khó. Cho nên phải nhờ những người cứng tay, cứng chân đưa xuống. Chính vì cái tình cờ giao lưu mà có thể bắt bạn với nhau. Nhưng mà chị Hương có một cái ý hỏi. Thế thì đâm ra là con cũng có ý tò mò một chút. Là bên cạnh cái vế đó thì lại cũng có nhiều người lan truyền cái chuyện là nếu đôi nào đang yêu nhau rất là nồng thắm rồi mà lại dắt tay nhau đi vào hang các cớ tham quan ở hội chùa thầy về dễ chia tay nhau. Thì cái câu đấy là cái câu có tính thị phi hay là nó có nguồn cái cơn? Cái câu này thì nó mang tính chất thị phi, những cái người giới thiệu về sau này người ta thêm vào thôi ạ. Trên thực tế thì tôi được nghe rất là nhiều là nhiều đôi đi vào chùa thầy và về sau đã nên vợ lên chồng, chứ không phải là chia tay đâu. Như thầy Thích Minh Hiển vừa nói ạ, tức là xưa rất ít lễ hội, mà lễ hội chùa thầy là một lễ hội rất lớn, không chỉ có ý nghĩa đối với người dân trong vùng mà người dân cả nước. Bây giờ lễ hội rất là nở rộ, có nhiều lễ hội mới hoặc có những lễ hội mở ra nhưng không còn nguyên vẹn nữa. Trước cái tình hình đó thì cái lễ hội chùa thầy thì chúng ta giữ nguyên bản sắc hay thay đổi để thu hút khách du lịch? Đối với chùa thầy, từ xưa đến nay chỉ có lễ hội truyền thống để mà phát huy, tìm tòi, khôi phục lại, chứ chưa thêm cái gì mới cả. Bởi vì thầy Đức Thánh Tổ ở đây, Ngài đã sớm lập nên cái lễ hội của vùng này. Cho nên cái ý thức khôi phục, tập trung những cái văn hóa đặc sắc về cái chùa thầy thì để mà khôi phục lại đã là khó, huống chi thêm vào. Cho nên những cái gì mà thêm vào đều không phải là truyền thống. Đã không phải truyền thống thì vá víu thì không bao giờ làm nên một lễ hội hoàn chỉnh.
Về phía chính quyền địa phương, nếu phải lựa chọn giữa sự thay đổi để thu hút khách du lịch và giữ bản sắc thì mình lựa chọn phương án nào? Phương án lựa chọn của chúng tôi là phải giữ gìn bản sắc. Chính cái linh thiêng, cái cổ kính của ngôi chùa, đấy mới là cái thu hút khách. Mà thu hút khách của chúng tôi ở đây là thu hút khách bền vững, chứ không phải là mang tính thương mại. Thế ngoài ra thì còn một số những cái giá trị văn hóa, ví dụ như hát dô ở Liệp Tuyết, anh Lê Anh rất là thích. Cái thứ hai nữa là hát tuồng ở Dương Cốc, hát chèo cổ ở Đại Thành. Thế và văn hóa cồng chiêng ở hai xã dân tộc miền núi, đó là Phú Mãn và Đông Xuân. Thế thì trên cơ sở đó thì chúng tôi nghĩ là sẽ thu hút khách. Tôi xin được chia sẻ một cái góc nhìn hơi khác hơn một chút. Thực sự di sản với cái vốn cổ hàng bao nhiêu năm đó, nó luôn luôn là một niềm tự hào của cộng đồng địa phương. Và với cái niềm tự hào ấy thì chúng ta luôn luôn có một cái tâm niệm từ xưa nay là cố gắng giữ và trao truyền. Cái việc giữ và trao truyền ấy, đương nhiên là nó sẽ có xảy ra sự mai một theo thời gian. Cái này nó khó lắm. Cái câu chuyện nói là tan sau thất bản rồi. Cái chuyện giữa các thế hệ nó có sự mai một. Do nên cái sự biến thiên thay đổi của di sản ít nhiều ấy, trong câu chuyện về mặt phi vật thể như là những cái truyền thuyết, huyền thoại, hay là phần về phần vật thể, chẳng hạn một vài cái chi tiết nhỏ mà nó không hoàn quan trọng. Chính vì thế nên chúng ta cũng không nên có một cái nhìn quá cứng nhắc về chuyện thực sự đâu mới là bản sắc thật sự của nó, hay là gốc là khi nào, bao giờ là gốc. Đôi khi chúng ta cũng phải nhìn một cái hết sức linh hoạt để thấy rằng là di sản được cộng đồng chấp nhận vẫn đang có một niềm tự hào to lớn về nó, tức là nó đã tồn tại, tức là nó hợp. Cái quan điểm quốc tế người ta cởi mở hơn ở chuyện này. Ở Việt Nam chúng ta trong nhiều năm qua vì quản lý không tốt, cho nên chúng ta lo lắng cái chuyện mất cắp, thiệt hại, hủy hỏng, thì chúng ta bắt đầu đẩy cao cái quan điểm về việc giữ gìn đến nó. Nhưng mà về sau này chúng ta sẽ thấy rằng là sự giữ gìn này nó sẽ làm triệt tiêu đi ít nhiều cái sự sáng tạo trong nhân dân để thay đổi phần nào đó cái phần hồn của lễ hội, hay là một vài chi tiết nào đó để thu hút hơn khách du lịch. Cho nên tôi lại vừa làm nhà du lịch nữa, cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là càng ngày chúng ta càng phải nghĩ nhiều hơn, vận động chất xám nhiều hơn để đưa cái lễ hội này đặc sắc hơn nữa và trở thành một cái điểm nhấn của du lịch của Hà Nội chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của các vị khách mời về việc gìn giữ, bảo tồn di sản làm sao cho hiệu quả nhất. Và chúng ta đều thấy rằng việc gìn giữ di sản không chỉ có sự quan tâm của các nhà quản lý, của những du khách, mà quan trọng hơn cả đó là những người dân sống trong lòng di sản và những chủ nhân của di sản. Xin một lần nữa được cảm ơn những vị khách mời đã đến với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ môn nghệ thuật truyền thống không chỉ hấp dẫn với người dân trong nước mà với rất nhiều du khách quốc tế, đó là nghệ thuật múa rối nước. Có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai? Ấy, như tôi đây gọi là chú Tếu, vốn người trên thiên thượng, vì thích ăn bánh gai của đất Sài Sơn nên mới bị đẩy xuống trần gian, gặp hồ nước Long Trì trong mát quanh năm, vùi lọn nước bà quên mất đường về thượng giới đó bà con ạ. À. Quê ta bừng lên tia nắng mới, à nắng mi ấm mi mùa vui.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Hành trình di sản, chúng tôi muốn giới thiệu và gửi tới một thông điệp: những di sản văn hóa mà cha ông để lại cho chúng ta là những tài sản vô giá cho chúng ta hôm nay và cho thế hệ mai sau. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải biết trân trọng, gìn giữ và khai thác làm sao cho bền vững nhất. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta với thế hệ mai sau. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.